chương 121, đó là của ta phân thân. Tiểu tử, ngươi vẫn là đừng làm loạn, đứng tại bên cạnh ngươi đều là thực lực mạnh mẽ nghề nghiệp anh hùng A. Endeavor vu nói đi, hai tay thiêu đốt hỏa diễm càng thêm khổng lồ. Tại đa số người trong mắt, không nghi ngờ chút nào, Mai Lạc Vân Phong tất nhiên sẽ cơ hờ kết ở chỗ này, dù sao, xếp hạng thứ nhất, cùng với thứ hai đều ở nơi này, còn có thực lực khác mạnh mẽ nghề nghiệp anh hùng. Những người khác trước tiên yểm hộ tầng cao nhất nhân viên rời đi, ở đây giao cho ta cùng Endeavor vu là được rồi ông Mai mặt không thay đổi la lên một tiếng. Tốt, ông Mai tiên sinh. Những nghề nghiệp khác anh hùng nhau nhau, gật đầu một cái. Muốn chạy. Ta còn không có gật đầu đáp ứng chứ. Vân Phong lạnh trên một tiếng, lập tức chắp tay trước ngực. Không tốt. Endeavor vu, cứu người quan trọng. Ông Mai sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hướng về Endeavor vu liền hô một tiếng. Ngay tại ông Mai tiếng nói vừa ra, sau một khắc, tại cái này nhà cao tầng bên trong, hàng ngàn hàng vạn rễ cây trực tiếp từ mỗi cửa sổ phun ra ầm ầm một tiếng nhà này nhà cao tầng bên trong tầng cao nhất bỗng nhiên sụp đổ xuống trực tiếp đập trúng mặt đất đi lập tức liền truyền đến đám người thét lên đã tiếng kêu rên tiếng khóc như thế nào chuyện gì xảy ra vì cái gì trong lúc đột một mái nhà liền sụp đổ xuống các ngươi mau nhìn trên đỉnh trên đỉnh mọc ra khổng lồ rễ cây dân chúng bắt đầu sắc mặt biến đổi lớn nhao nhao quay người liền bắt đầu lao nhanh một bên hét lên không xong mai lạc vân phong lại tới đại gia chạy mau a à một chút đi ngang qua không biết chuyện gì xảy ra, khi nghe đến Mai Lạc Vân Phong cái tên này thời điểm, giống như thấy được quỷ một dạng, hoàn toàn mặc kệ là thật hay giả. Dù sao thì là mở ra chân, đi theo người phía trước chạy. Bây giờ, Mai Lạc Vân Phong cái tên này, liền giống như tử thần một dạng, hắn ở đâu xuất hiện, nơi đó liền sẽ có tử vong. Một cái nhà khác nhà cao tầng bên trong, trên đỉnh. Đứng trước mặt mấy chục cái khổng lồ não không, cùng với phía trước tập kích hợp túc địch liên minh thành viên. Xem ra, trò hay đã bắt đầu, nhiệm vụ của lần này chính là toàn lực nghĩ cách cứu viện Mai Lạc Vân Phong. Shigaraki Tomura cười to nói. Bá bá bá. Mấy chục con não không trực tiếp từ nhà cao tầng nhảy xuống, mà đi theo phía sau dĩ nhiên chính là địch liên minh thành viên, bất quá lần này, còn lại tới nửa Steam. Mấy giây bên trong thời gian, nhà cao tầng bên trong, cũng chỉ còn lại cùng với Shigaraki Tomura. Shigaraki Tomura xem ra hôm nay lại là một liệt chiến đấu A. Cổ vừa rồi lão sư nói, tại chỗ cũng không chỉ ôn mai, liền Endeavor vu bọn hắn cũng tới. Khói đen giải thích nói: út, dạng này không phải vừa vặn sao? Loạn càng tốt, hôm nay chính là địch liên minh tuyên chiến một ngày. Shigaraki Tomura cười nói: đinh đinh đinh, đinh đinh đinh. Ngay lúc này, khói đen điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn móc ra, tên người gọi đến là Vân Phong. Vân Phong đánh như thế nào tới? Nếu là ta không có đoán sai, bây giờ bởi vậy cho nên tại chiến đấu mới đúng a? À khói đen nhìn về phía đối diện cái kia tòa nhà nhà cao tầng trên đỉnh trải rộng rễ cây. Mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng mà, hắn vẫn là tiếp thông đứng lên. Mai Lạc Vân Phong tiên sinh, hiện tại không phải tại chiến đấu sao? Khói đen tò mò hỏi một câu. Mà lúc này, bản thể Vân Phong đang ngồi ở trên ghế salon, ăn kem, khi nghe đến khói đen lời nói sau đó, hai mắt không khỏi lóe lên một cái. Ngươi đang nói gì đấy? Ta ở nhà A. À. Vân Phong đem ăn xong kem xác, bước vào thùng rác, một bên trả lời. Ở nhà khói đen nói rằng từng chữ âm thanh uy cao cầu hoa tươi chuyện gì xảy ra shigaraki tomura hắn gọi điện thoại cho ngươi làm gì shigaraki tomura hỏi mai lạc vân phong mai lạc vân phong tiên sinh nói hắn bây giờ tại nhà khói đen nhìn về phía shigaraki tomura trả lời một câu nói đùa cái gì hắn chẳng phải đang chúng ta đối diện cái kia tòa nhà chiến đấu sao shigaraki tomura phản ứng đầu tiên chính là không tin đúng a à, mai lạc vân phong ngươi bây giờ không phải tại quốc gia tầng cao nhất tòa nhà này chiến đấu sao bây giờ khói đen có thể nói là đầu óc mơ hồ chẳng lẽ lúc này ở đối diện cái kia tòa nhà nhà cao tầng đối chiến không phải mai lạc vân phong mà là những người khác không nhưng mà không nên a à. quen thuộc như thế hình ảnh hẳn là mai lạc vân phong mới đúng a à? Úc, ngươi nói cái kia tại quốc gia tầng cao nhất cái kia đó là của ta phân thân bản thể của ta còn tại nhà vân phong giải thích nói cái gì phân thân mai lạc vân phong tiên sinh ngươi đây cũng sẽ khói đen khẽ giật mình nghi ngờ hỏi trò vặt đã không đáng nhắc đến phân thân cái gì phân thân một bên shigaraki tomura nghe khói đen nhất kinh nhất xạ không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu mai lạc vân phong tiên sinh nói đối diện cái kia mai lạc vân phong chỉ là một cái phân thân bản thể bây giờ tại nhà khói đen giải thích nói cái gì nghe lời này sau đó shigaraki tomura con mắt trợn lão đại giống như tròng mắt đều nhanh muốn rớt xuống đồng dạng nói đùa cái gì, cuộc chiến đấu này, nhưng lấy nghĩ cách cứu viện ngươi làm chủ A. Shigaraki Tomura toàn thân đều phát rung đứng lên. Hôm nay ta đổi mới ra sức như vậy, cầu điểm nguyệt phiếu, có hay không A? Các vị độc giả các đại lão. Chương 122, Nghề nghiệp anh hùng mâu thuẫn. Bọn hắn địch liên minh, cũng là vì đến giúp đỡ Vân Phong, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, địch liên minh tới, nhưng kết quả chủ yếu nhân vật lại cũng không tại chỗ. Đây không phải muốn chọc giận cơ hợp kết hắn Shigaraki Tomura sao? Phải biết lần này lão sư của hắn thế nhưng là cho mười chỉ não không a. À. Nếu là toàn thân mà trả lại hảo, nếu như nửa đường xảy ra bất trắc, chỉ có thể chạy ra mấy cái não không, tất nhiên sẽ bị lão sư của mình quở trách. Cái kia, Rô Phong Tiên Sinh, ngươi bây giờ muốn đi qua sao? Khói đen nhẹ giọng hỏi đợi một câu. Nếu như nói Vân Phong không hợp ý nhau mà nói, như vậy bọn hắn chỉ có thể toàn quân rút lui, bằng không cuộc chiến tranh này liền đánh không có hứng thú. Đi qua ba sáu linh làm gì? Hôm nay nghỉ ngơi chuyện công việc đừng tìm ta cứ như vậy a à. vân phong nói xong liền cúp xong điện thoại nguyên bản hắn suy nghĩ gọi điện thoại cho khói đen gọi hắn mang chính mình trở về nhưng là bây giờ tất nhiên hắn vội vàng không tiện cũng chỉ có thể ngày khác bây giờ triệt triệt để để xích mích ta nhất định phải mang theo phụ mẫu ly khai nơi này mới được vân phong lẩm bẩm một câu lão sư tình báo này không cho phép a à. shigaraki tomura cảm xúc bắt đầu kích động điên cuồng trảo vòng quanh cổ hiện tại hắn trong cổ in sâu đậm hồng vết trảo không phải lão sư tình báo không cho phép, mà là Miu rô vân phong tiên sinh quá khó để cho người ta nhìn thấu." Khói đen giải thích nói. "Rút lui. Rút lui." Làm cho tất cả mọi người viên rút lui. Shigaraki Tomura trầm giọng nói, "Ta đã biết. Mặc dù nói, bọn hắn chỉ là ra sân lúc 5 phút, nhưng mà đã có hai cái não không được giải quyết, thậm chí còn có một cái địch liên minh thành viên bị bắt. Mà nghề nghiệp anh hùng bên kia mặc dù không có chuyện quá lớn, nhưng mà có hai cái tầng cao nhất lão đầu bị một phân thân vân phong rễ cây cho đã thương. Nếu là người trẻ tuổi có thể còn sẽ có sinh cơ, nhưng mà tuổi của bọn hắn quá lớn, không chịu nổi, còn chưa kịp đến bệnh viện liền treo. Cái này một cái đột phát sự kiện, nguyên bản quốc gia tầng cao nhất người cho là, làm ra chuyện như vậy, chỉ cần vân phong bị giết, liền có thể trấn an dân chúng. Nhưng mà, để cho bọn hắn vạn vạn không muốn vân phong không có giết thành, thụ thương thị dân vượt qua 10 cái, cứ như vậy, không nghi ngờ chút nào, tất nhiên sẽ để cho dân chúng càng thêm lâm vào sụp đổ cao ốc đại hạ bên trong. Lúc này, dưới lầu đã trắng đầy phóng viên, là có bảo an tại, đoán chừng những thứ này nổi điên phóng viên liền muốn vọt vào phỏng vấn. Mọi người tốt, chúng ta là đọc bán TV. Bây giờ, chúng ta tại ít 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 chỗ, ở đây trước đây không lâu mới vừa vạn chịu đến địch nhân tập kích. Thụ thương nhân số của người biết chuyện vạch trần, ước chừng 7. Bây giờ, cái gọi là người liên minh địch hoạt động càng ngày càng thường xuyên, Miro Vân Phong càng là trở thành đại gia trong lòng tử thần, chỉ cần hắn xuất hiện chỗ, tất nhiên sẽ nhiễm lên máu tươi. Hôm nay, liền tầng cao nhất nhân mạng đại biểu chỗ đều thu đến tập kích, có lẽ, địch liên minh tại cùng chúng ta tuyên chiến. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đối với quốc gia cao nhất nhân dân đại biểu tiến hành phỏng vấn, để cho bọn hắn cho đại gia một lời giải thích. Ngay lúc này, ông Mai chậm rãi đi ra, trên mặt tại cũng không cười cho, ngược lại một bức tan thương bộ dáng. Nhưng mà, tại trước mặt phóng viên, hắn vẫn là miễn cưỡng cười vui đứng lên, hai tay chống lấy eo, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, không có chuyện gì, chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt địch liên minh. Ông Mai tiếng nói vừa ra, một chút xem náo nhiệt quần chúng liền bắt đầu lớn tiếng hô lên. Ông Mai! Ông Mai! Một bên khác phòng họp. Sự tình trở nên càng ngày càng phiền toái, lần này không có đem Miu Rô Vân Phong giết cơ hờ kết, hắn tất nhiên sẽ biến bản gia lợi trả thù xã hội này. Một cái lão đầu lo lắng nói. Tất nhiên sự tình đã xảy ra, đó cũng không phải là chúng ta có thể chi phối, chúng ta vẫn là nghĩ một cái điện pháp, tới đối phó tiểu tử kia a một cái khác lão đầu lên tiếng nói ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp mặc dù nói miêu rô vân phong đi nhưng mà hắn phụ mẫu vẫn chưa đi a à. chỉ cần chúng ta bắt lại hắn phụ mẫu ta nghĩ tiểu tử kia cũng không dám làm loạn một cái nghề nghiệp anh hùng lên tiếng nói nhưng mà bọn hắn lúc này không biết là vân phong đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ làm như vậy tại khói đen đái địch liên minh đi một khắc này vân phong liền đem cha mẹ của mình cũng mang đi cái này mặc dù nói có chút không đạo đức nhưng mà trước mắt cũng chỉ có biện pháp này Cấp tốc bắt Miu Rô Vân Phong phụ mẫu, hơn nữa muốn hành động bí mật. Một cái lão đầu phân phó nói. Bỗng nhiên, ngay lúc này, một đạo âm trầm âm thanh liền vang lên. Tại sao muốn làm như vậy, chúng ta không phải anh hùng sao? Anh hùng chẳng lẽ còn muốn cùng người xấu một dạng làm những thứ này sự tình bẩn thỉu. Lời nói 2.7 âm rơi xuống sau đó, ông Mai đạp lên bước chân nặng nề, liền đi tới. Ông Mai, ta làm như vậy cũng là vì an toàn của dân chúng suy nghĩ a, à, Rô Vân Phong thủ đoạn ngươi cũng là biết đến, nhưng cái gì cũng dám làm? Chỉ cần hắn phụ mẫu tại trên tay chúng ta, ta xem hắn còn dám hay không làm loạn. Trong đó một tên nghề nghiệp anh hùng phản bác. Nếu là hắn dám đâu? Ông Mai hỏi. Vậy thì bắt hắn phụ mẫu huyết tế cờ hờ kết đi dân chúng linh hồn. Cầu đặt mua, cầu đặt mua. Cầu đặt mua. Chương 123, đến thảo phạt ta đi. Nghe lời này ông Mai không khỏi trao mày. Ngữ khí trầm thấp nói, cách làm này, cùng người liên minh địch có gì khác biệt. Chúng ta thế nhưng là nghề nghiệp anh hùng A bảo hộ dân chúng không phải chúng ta trách nhiệm sao nói thì nói như thế không tệ ông mai nhưng mà đây chính là đại ma đầu phụ mẫu hết thảy khởi nguyên đều là bởi vì bọn hắn a à, bọn hắn không nên để cho cái này đại ma đầu hàng thế cái kia nghề nghiệp anh hùng phản bác ông mai có chút nản lòng thoái chí hắn thật sự không thể tin được một cái nghề nghiệp anh hùng vậy mà nói ra dạng này vi phạm nghề nghiệp anh hùng lời nói cho dù hắn là đại ma đầu phụ mẫu nhưng mà vân phong thiếu niên sự tình cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ bọn hắn tại sao muốn trở thành con tin? Ông Mai sắc mặt nghiêm túc đạo. Âu 14 mát. Lúc này, Endeavor vu nửa đường xen vào một câu, mặt không thay đổi nói, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu không? Chỉ là dùng hai đầu nhân mạng, đem đổi lấy toàn bộ quốc gia an bình, chẳng lẽ cái này có lỗi sao? Không tệ, cái này nhìn chính xác giống nghề nghiệp anh hùng cách làm, nhưng mà, chúng ta muốn cả một đời giam giữ vân phong thiếu niên phụ mẫu tới áp chế hắn sao? Ông Mai phản bác. Hừ. Endeavor vu ánh mắt dần dần sắc bén, nhìn về phía ôn mai nói chỉ cần có thể đổi lấy quốc gia này an bình điểm này hy sinh nho nhỏ tính là cái gì biến chất biến chất những năm gần đây ôn mai lần thứ nhất cảm thấy quốc gia này nghề nghiệp anh hùng biến chất tại cũng không phải những cái kia đã từng vì dân chúng có thế xông pha khói lửa nghề nghiệp anh hùng thà bị hy sinh chính mình cũng không nguyện ý nhìn thấy dân chúng bị thương tổn nghề nghiệp anh hùng có lẽ quốc gia này thật sự không tồn tại anh hùng tồn tại chẳng qua là một cái tên là nghề nghiệp anh hùng xương hào tốt tốt ôn mai chúng ta ngược lại là cho rằng bọn họ nói không sai, trước mắt biện pháp tốt nhất cũng chỉ có cái này. một cái lão đầu thấp giọng nói, ta sẽ không tham dự, ta là no, một nghề nghiệp anh hùng, dưới bất kỳ tình huống gì, dân chúng sinh mệnh cũng so với ta trọng yếu. ông mai trầm giọng nói, đi gôn mai, việc này không cần ngươi tham gia, ta nói nếu a, à. vạn nhất chuyện này tiết lộ, ta hy vọng ngươi có thể vì chúng ta rửa sạch. một lão già lên tiếng nói, chính xác, nếu như bị dân chúng biết quốc gia tầng cao nhất dưới người lệnh bắt giữ không có phạm pháp dân chúng, hơn nữa giam giữ, dùng để uy hiếp bờ địch nhân. Hoặc, giết cơ hờ, tết. Cái này chỉ sợ sẽ làm cho tất cả dân chúng đều cảm thấy sợ. Mà ông Mai xem như no, một nghề nghiệp anh hùng, phục lực, chỉ cần cho đến lúc đó, ông Mai kể một ít hoa ngôn, liền trên cơ bản có thể đuổi những dân chúng này. Ta mở một con mắt nhắm một con mắt đã lớn nhất bước lui, còn hy vọng các ngươi không nên ép ta vi phạm ý nguyện của mình. Ông Mai âm trầm nói. Đám người trầm mặt một hồi vì đánh vỡ phần này lúng túng, trong đó một cái lão giả cười nói. Ha 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 ha. Vậy mà ông Mai đều nói như vậy, vậy chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu, nhưng mà, ông Mai, ngươi phải biết, chúng ta làm hết thảy, đều chỉ bất quá là vì quần chúng. Ông Mai không nói gì, xoay người, liền rời đi, nhưng mà nội tâm của hắn cũng vô cùng minh bạch, cả nước đều thiếu nợ vân phong một cái xin lỗi. Ông Mai rời đi một hồi sau đó, trong phòng họp, liền một lần nữa phát ra âm thanh. Ông Mai thực lực, không thể nghi ngờ là cường đại nhất, nhưng mà, Hắn quá mức ngoan cố tư tưởng của mình. Trong đó một cái nghề nghiệp anh hùng cười nhạt nói: "Tốt, ông mai sự tình trước hết bỏ qua một bên a, à, bây giờ chúng ta phải muốn tiến hành kế hoạch bước kế tiếp." Một cái lão giả tóc trắng ung dung nói. Nào đó bên đường, ông mai biến trở về gầy trơ cả xương, hai tay cắm ở trong túi quần, một bên hướng về Mây Phong gia phương hướng đi đến. Hắn biết, quốc gia tầng cao nhất làm như vậy, sẽ chỉ làm Vân Phong cam hận tăng thêm, nhưng mà bất đắc dĩ nhất, mặc dù hắn là xếp hạng no, một nghề nghiệp anh hùng lại không chút nào biện pháp. Trong lúc bất tri bất giác, hắn cũng đã đi tới vân phong nhà bên trong mặt. Phanh phanh phanh. Hắn nhẹ nhàng gõ một chút đại môn. Trăng rắc. Môn chậm rãi mở, lúc này, ngồi 360 trong phòng khách, cũng chỉ có vân phong một người. Úc, là ôm Mai A. Ngươi muốn tới bắt giữ ta sao? Vân Phong ngồi ở trên ghế salon, không khỏi hướng về đại môn nhìn qua. Ông Mai cũng không có trả lời ngay, hắn cất bước đi tới phòng khách, ngữ khí trầm thấp nói, quốc gia tầng cao nhất đã hạ lệnh, bắt giữ cha mẹ của ngươi ngươi mang theo bọn hắn trời đi a à? ân ừ. tại trong dự liệu của ta a à? bất quá ông mai ngươi dạng này liền đến nói cho ta biết nếu như bị biết kết quả thế nhưng là rất nghiêm trọng a à? vân phong khẽ cười nói ta chỉ là muốn tâm ta dễ chịu một điểm vậy mà ngươi cũng biết quấy rầy Ông mai quay người cất bước rời đi vân phong nhìn xem hắn bóng lưng rời đi cũng không có nói cái gì hắn sở dĩ không hề rời đi đó là bởi vì hắn muốn nhìn một chút đến cùng là ai muốn bị diệt rồi cả nhà. Cầu một đợt đặt mua. Cầu một đợt đặt mua. Chương 124, Long Chi vẫy ngược chạm vào hẳn phải chết. Màn đêm buông xuống, vì không để bọn hắn phát hiện mục tiêu đã bị dời đi, Vân Phong đem phòng khách, cùng với gian phòng đèn toàn bộ đều mở ra. Còn hắn thì nằm phía trên ghế salon, xem TV, trong lúc bất tri bất giác, hắn cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng trọng. Đằng sau, tất nhiên trong lúc bất tri bất giác, ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Vân Phong đột nhiên mở hai mắt ra, Cả người trực tiếp từ trên ghế salon xông lên. Đã đến rồi sao? Vân Phong lẩm bẩm một câu, theo bản năng nhìn đồng hồ, bây giờ đã là ban đêm 11 điểm nhiều. Mà lúc này, tại phía ngoài phòng, đứng hai người, trong đó một cái thể trạng tương đối khôi ngô, gọi thêm Hạ Hữu Hổ, mà khác một cái nhưng là hình thể tương đối thon thả, gọi thêm Hạ Hữu Thái. Bọn hắn hai tay cắm túi áo phía trên, cẩn thận quan sát một tòa này phòng ở. "Ca, ngươi nói bây giờ nghề nghiệp anh hùng cũng quá bẩn thỉu đi, tất nhiên làm chuyện loại này." thêm hạ hữu thái đê thanh oán trách một câu ngươi phải biết bây giờ nghề nghiệp anh hùng chỉ là một cái xưng hào mà thôi bất quá cái nghề nghiệp này anh hùng tâm cũng thực sự là đủ hắc đó a à. khó trách sẽ cho chúng ta giá tiền cao như vậy tất nhiên để cho tới bắt cóc miro một nhà thêm hạ hữu hổ không khỏi nhíu mày miro một nhà tại bổn thị bên trong người nào không biết đây chính là tử thần nhà a à. nếu như nếu không phải là bọn hắn có nỗi khổ tâm riêng của mình cho bao nhiêu tiền bọn hắn cũng sẽ không làm bất quá thoại thuyết thoại lai like, ca chúng ta thật muốn làm như vậy sao, nếu là xảy ra chuyện, không đơn thuần là cô không cứu nổi, liền chúng ta tất nhiên sẽ bị giết. Thêm hạ hữu thái lo lắng nói. Mấy người bọn hắn cũng là cái này đầu đường lưu manh, mỗi ngày chính là tìm kẻ có tiền bắt chẹt, phía trước một mực xuôi gió xuôi nước, nhưng mà đằng sau lại bị nghề nghiệp anh hùng bắt được. Hai người bọn họ nhưng là bị trọng trọng đánh cho một trận, nghề nghiệp anh hùng cũng không có dựa theo bình thường tuần tự đi, mà là để cho hai cái này lưu manh trở thành mình quân cờ, vì hắn bán mạng. Trong đó, còn mang đi ba người bọn họ tổ rây cô. Đây là duy nhất có thể cứu trợ rây cô biện pháp, vô luận là bao lớn hiểm, chúng ta đều phải muốn bốc lên, chúng ta không có lựa chọn nào khác, hắn cũng đã nói, đây là một lần cuối cùng, đi qua liền còn chúng ta tự do. Thêm hạ hữu hổ nhíu mày. Nhìn xem thêm hạ hữu thái lo lắng dáng vẻ, thêm hạ hữu hổ an ủi, yên tâm đi, cái kia nghề nghiệp anh hùng gói, căn phòng này chỉ có hắn phụ mẫu tại, chúng ta không có việc gì. Đi qua chúng ta liền mang theo Reiko rời đi, nếu như Miro Vân Phong tìm tới mà nói, đó cũng là bọn hắn nghề nghiệp anh hùng có phiền toái cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ ngay lúc này tại phía sau của bọn hắn một đạo âm thanh ân lại nói nói như vậy không tệ ai thêm hạ hữu thái cùng với thêm hạ hữu hổ dừng đầu một cái bộ dáng quen thuộc tại trong đầu của hắn thoáng qua bọn hắn không khỏi tự chủ lui về phía sau mấy bước sắc mặt trắng bịch miro miro vân phong vì cái gì ngươi lại ở chỗ này đây là nhà ta muốn hỏi vì cái gì ngươi nói lời này không cảm thấy buồn cười sao vân phong cười lạnh nói đáng cờ hờ tết, chúng ta bị cái kia nghề nghiệp anh hùng lừa gạt thêm hạ hữu hổ nhớ mày khi bọn hắn nhìn thấy vân phong mới nhìn thời điểm bọn hắn liền biết chính mình chắc chắn phải cờ hờ kết phù hộ quá chạy mau thêm hạ hữu hổ nhẹ nói đừng uổng phí sức lực không có ta cho phép chỉ bằng hai người các ngươi còn nghĩ chạy ngươi cảm thấy có khả năng sao vân phong để lộ ra một tia nụ cười quỷ dị ca chúng ta nên làm gì thêm hạ hữu thái đam ưu mà hỏi thêm hạ hữu hổ đồng dạng không biết nên làm thế nào mới tốt mặc dù trước khi hắn tới đã cảm thấy chuyện này chắc chắn không có đơn giản như vậy nhưng mà không nghĩ tới còn chưa kịp động thủ liền gặp tử thần miêu rô vân phong im miệng ta đối với các ngươi hai cái này không có hứng thú nhưng mà ngược lại là đối với các ngươi trong miệng nghề nghiệp anh hùng thật cảm thấy hứng thú vân phong ung dung nói hai người bọn họ huynh đệ lập tứng tới điều gì theo bản năng hướng về vân phong quỳ xuống trầm giọng nói miêu rô vân phong lão đại chúng ta kỳ thực rất sớm đã muốn gia nhập địch liên minh, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Vân Phong ngay ra một lúc, nở nụ cười, các ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Các ngươi sở dĩ bây giờ còn có thể quỳ nói chuyện, đó là bởi vì, ta cần tìm được chỉ điểm các ngươi kẻ sau màng, ta muốn để hắn biết, cái gì gọi là Long Chi vẫy ngược chạm vào hẳn phải cơ hờ, tết. Những thứ này chúng ta đều biết, có thể dẫn ngươi đi gặp kẻ chủ mưu phía sau, dù là ngươi tại chỗ giết chúng ta, chúng ta cũng cơ hờ, Tết cũng không tiếc. Thêm hạ hữu hổ trầm giọng nói chính xác vân phong muốn tìm kẻ chủ mưu phía sau nhất định hảo vương nhưng sẽ chém giết hắn cái này ngược lại là giúp hai người bọn họ huynh để giải quyết một cái đại phiền toái cho dù cờ hờ kết, bọn hắn cũng cảm thấy không tiếc kẹp ha ha ta còn không có động thủ các ngươi liền phản bội chủ nhân của ngươi xem ra các ngươi độ trung thành rất thấp a à. vân phong mặt không thay đổi nói hắn cũng không phải chủ nhân của chúng ta chúng ta chẳng qua là bị hắn tóm lấy nhược điểm áp chế tới nơi này mà thôi nếu có người có thế giết được hắn huynh đệ chúng ta có thể vì hắn xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Cờ hờ, tết cũng nguyện ý sao? Vân Phong hỏi. Nguyện ý. Hai người bọn họ miệng đồng thanh đạo. Cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua. Chương 125, uống nắng cái này quốc gia. Lúc này, gian nào đó phòng ở, trong gian phòng. Theo tiếng thở gấp rơi xuống, một cái lộ ra trọn vẹn nam tử bò xuống giường, mặc quần áo xong. Nhanh như vậy muốn đi sao? Ở trên giường nữ tử bày yêu diễn dáng người, dò hỏi. Nam tử không có trả lời, sau khi mặc quần áo tử tế, cầm lên trên bàn cái kia một gói thuốc lá, rút ra một cây, đốt lên đứng lên. Theo sát lấy, hít thật sâu một hơi, chậm rãi phun ra một đoàn sương mù, cười nói, ta đáp ứng, cái kia hai cái tiểu tử ngốc, làm xong sự tình sau đó, đem ngươi còn cho bọn hắn. Trây cô sau khi nghe nói, ngay ra một lúc, mau từ trên giường, bò lên, từ phía sau ôm lấy tên nam tử kia, nói khẽ. Chẳng lẽ ngươi thật sự cam lòng? Đương nhiên không nỡ lòng bỏ, Bất quá cái kia hai cái tiểu tử ngốc cũng thực sự là quá ngu, cho hắn một khoản tiền, tại dùng ngươi đi làm giao dịch, liền thật sự đi làm. Nam tử khẽ cười nói. Reiko cô khẽ mỉm cười nói, đối với trước đây sinh hoạt, nàng tại cũng không muốn trở về, nàng bây giờ cũng không biết nhiều thoải mái. Ai nguyện ý trở về đi theo cái kia hai cái tiểu tử ngốc tiếp tục ăn đắng. Chán ghét. Reiko cô nhẹ nhàng nện một cái tên nam tử kia sau lưng 360. Bất quá, xong xuôi cuối cùng chuyện này, ta là sẽ đưa bọn hắn xuống địa ngục rồi, Ngươi hẳn sẽ không không nỡ lòng bỏ a." À. Nam tử quay đầu, nhìn xem lộ ra trọn vẹn ray Cô Đạo. "Ta mãi mãi cũng sẽ đứng tại ngươi bên này." ray Cô Vũ Mị Đạo. "Tốt, ta nên đi bận rộn, ngày mai tại tới thăm ngươi." Nam tử thu thập một chút, liền chậm rãi đi xuống lầu. Lúc này, trong phòng khách, Thêm Hạ Hữu Quá hai huynh đệ đang tại đứng tại ghế salon bên cạnh. Mà Vân Phong nhưng là nằm phía trên ghế salon, nam tử từ dưới lầu đi xuống, nhìn thấy chỉ là Thêm Hạ Hữu Quá hai huynh đệ, bởi vì ghế salon cổng chặn Vân Phong, hắn cũng không có nhìn thấy. Lập tức, hắn cho mày nói, ai thả các ngươi tiến vào, quản gia. Không cần hô, chính chúng ta tiến vào. Thêm hạ hữu hổ mặt không thay đổi nói. Úc, ta nhìn các ngươi hai cái là sống ngán A, à, không có cho phép, dám đi vào ở đây, ta, bét, giao phó chuyện của các ngươi làm xong chưa. Nam tử dậm chân chậm rãi đi tới. Thêm hạ hữu hổ gật đầu một cái, nói, đều cấp cho ngươi tốt. Người đâu? Nam tử hỏi. Ngay tại bên ngoài, ngươi quản gia nhìn xem đâu. Trây cô đâu? Hổ hỏi ngược lại. Nam tử vừa nghe đến sự tình hoàn thành, quản thật giả, dù sao trong lòng của hắn, hai cái này tiểu tử ngốc cũng không dám lừa gạt mình. Trây cô. Ha ha, cái kia lẳng lơ vừa mới còn tại trên giường của ta thở gấp lấy đâu. Nam tử cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Thêm hạ hữu hổ nhãn lập lòe sát ý. Ân, không tệ, đây quả thật là giống các ngươi nghề nghiệp anh hùng làm. Lúc này, Vân Phong chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên. Nam tử vừa nhìn thấy Miro Vân Phong, lập tức nghĩ mà sợ lui một bước, kinh hoảng thất thố nói, Miro Vân Phong, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Chẳng lẽ, là các ngươi hai tên khốn kiếp này mang tới? Vân Phong duỗi ra lưng mỏi, ngắp một cái hướng về thêm hạ hữu hổ hai huynh đệ nói, các ngươi còn có năm phút, mệnh liền thuộc về ta. Vân Phong ý của lời này, bọn hắn tự nhiên cũng biết, sau một khắc, liền vội vã chạy lên lâu, còn vừa hô to, trây cô. Mà nam tử kia cũng không ngăn trở, dù sao hắn bây giờ đối mặt lấy thế nhưng là Miu Rô Vân Phong, hắn không có chút nào dám sơ suất. Miro Vân Phong, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không nên làm loạn, ngươi nếu là giết ta, chẳng khác nào cùng quốc gia này là địch, đến lúc đó, toàn bộ nghề nghiệp anh hùng đều biết đi qua giết ngươi. Nam tử trầm giọng nói. Quốc gia, ha ha. Vậy coi như cái thứ gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ. Vân Phong không khỏi để lộ ra vẻ tươi cười. Ta nghe nói, ở đây ngoại trừ ngươi, còn có ngươi phụ mẫu A, ân, còn có một cái đệ đệ út đúng cái kia hai cái ca môn còn nói cái này một mảnh hào trạch cũng là cùng ngươi thân thích a à? miêu rô vân phong ung dung nói hỗn đảng ngươi muốn làm gì nam tử nhíu mày nói làm gì đương nhiên cũng là toàn bộ đưa bọn hắn đi gặp diêm vương a đây hết thảy cũng là ta làm có chuyện gì ngươi hướng về phía ta tới nam tử cảm xúc tăng vọt đạo hướng ngươi tới ngươi là cái thái gì vân phong nói đi lập tức biến thành một đạo hắc ảnh nháy mắt công pháp hắn liền nắm người đàn ông này phần cổ đem hắn cho nhấc lên đáng cờ hờ kết hoàn toàn thấy không rõ tình huống gì a à. nam tử oán kết một câu sau một khắc tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra một cái thủy đâm theo sát lấy hắn hướng thẳng đến vân phong đầu đánh qua vân phong hơi hơi lóe lên dễ như trở bàn tay tránh khỏi thủy đâm trực tiếp đâm vào dưới mặt đất sàn nhà trực tiếp vỡ tan. vân phong bắt lại hắn cổ trực tiếp dùng hết lực khí toàn thân đem hắn đặt tại dưới mặt đất lập tức ầm ầm một tiếng sàn nhà trực tiếp bị nện ra một cái hố to, may mắn chính là, tên nam tử kia tất nhiên còn không có tắt thở. Chỉ là, hai mắt trợn lão đại, phát ra ngạch 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 âm thanh. Dám đánh ta thân nhân chủ ý, vậy ta liền muốn để cho cả nhà cùng với thân thích trả giá đắt, quốc gia này, là nên phải thật tốt cải chính một chút. Vân Phong hai con ngươi lập lòe sát ý. Hắn bên phải biến thành một đầu gai gỗ, sau một khắc, liền đem hắn gãy, theo sát lấy, trực tiếp hất lên, đâm vào đầu của hắn. Cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua chương 126, biến thành tro tàn. Xoẹt. Một tiếng, tên nam tử kia đầu trực tiếp bị gai gỗ găm trên mặt đất, máu tươi không ngừng cho đi ra. Loại người như ngươi cơ hờ, tết không hết tội, bất quá ta còn thực sự vì cái này quốc gia cảm thấy hèn mọn a, à, để cho người ta hướng tới nghề nghiệp anh hùng, lại làm ra loại chuyện này. Ha ha. Vân Phong lẩm bẩm, nụ cười trên mặt lại là để cho người ta không thể tưởng tượng. Sau một khắc, hắn nhìn đồng hồ, còn có ba phút. Theo sát lấy, Hắn một bức như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở trên ghế salon, lặng lặng đứng chờ lấy cuối cùng cái này 3 phút đến. Trăng rắc. Căn phòng này một căn phòng khác, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một cái ước chừng sau vân phong lớn tuổi một điểm nam tử chậm rãi đi ra, một bên hét lên. Ca, đã trễ thế như vậy, ngươi có thể hay không đừng làm ra động tĩnh lớn như vậy, quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi chứ. Đạp đạp đạp, nói đồng thời, hắn đã bỏ vào lầu một, khi hắn nhìn thấy đại sảnh thủng một lỗ lớn, hắn ngay ra một lúc, sắc mặt biến thành hơi có chút phẫn nộ nói ca, ngươi làm cái gì a? À, đem đại sảnh đánh ra một cái lỗ thủng. ngươi là muốn hủy nhà sao? ngay lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. ca của ngươi có thể nghe không được, nếu không thì ta đưa ngươi đi nói với hắn a. À. nói đồng thời, vân phong chậm rãi đứng lên. hắn lập tức kinh hải, nghi ngờ nói, ngươi là ai? vào bằng cách nào? sau một khắc, một cái hình ảnh quen thuộc trực tiếp tại trên trong đầu của hắn thoáng qua, lập tức con ngươi của hắn kịch liệt co vào. ấp úng tiếp tục nói, ngươi, ngươi là cái kia đại ma đầu miêu rô vân phong anh ta đâu ta ở đâu đi vân phong lông mày cho bỗng nhúc nhích mặt không thay đổi nói ngươi rất ồn ào a à, từ vừa đến đã la hét chẳng lẽ không có người dạy ngươi như thế nào đãi khách sao nói đi vân phong chậm rãi hướng về hắn đi tới hắn nghĩ mà sợ lui về phía sau mấy bước nói ngươi không được qua đây anh ta thế nhưng là nhận biết rất nhiều rất lợi hại nghề nghiệp anh hùng ngươi nếu là làm loạn đến lúc đó bọn hắn đều biết báo thù cho ta vân phong sắc mặt để lộ ra vẻ tươi cười nói ngươi không được a à, ca của ngươi vừa mới đều đem quốc gia đều mang ra ngươi mới chuyển nghề nghiệp anh hùng đi ra anh ta ngươi có ý tứ gì hắn hỏi ngược một câu vân phong muốn biết liền hỏi ngươi ca đi thôi vân phong cười lạnh thân hình như gió trực tiếp biến mất ở trong tầm mắt của hắn sau một khắc phốc phốc một tiếng hắn trên miệng thẳng nôn búng máu tươi lớn đầu hắn hơi hơi phía dưới bây giờ vân phong trực tiếp quán xuyên hắn bộ bá rồi Vân Phong trực tiếp đưa cánh tay tách trời ra, nhíu một cái nói, đáng cờ hờ tết, dùng một điểm lực, liền đánh xuyên, làm dơ tay của ta. Tiếng nói vừa ra, cầu thang bên trong, thêm hạ hữu thái hai huynh đệ liền xuất hiện ở Vân Phong trong tầm mắt. Lúc này, trên mặt bọn họ biểu lộ rất là cứng ngắc, nhìn thấy Vân Phong hắn cũng không có nói cái gì. Mà là, quét mắt một liền chung quanh sau đó, liền nhìn qua cái rãnh to kia đi tới. Không nói hai lời, liền hướng cái kia nghề nghiệp anh hùng thi thể, gõ. Ba 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 cái kia nghề nghiệp anh hùng thi thể hai ba lần liền bị hai người bọn họ đánh thành thịt muối kéo dài một hồi lâu sau đó bọn hắn đi tới vân phong bên người nói khẽ bây giờ hai chúng ta cờ hờ kết cũng không tiếc thời gian cũng vừa hảo đến nói đồng thời vân phong phát động hồn hồn năng lực trái cây nhưng mà một giây sau vân phong liền phát hiện hai người bọn họ trong lòng vậy mà một điểm e ngại cũng không có cầu hoa tươi đây vẫn là có chút ra vân phong trong dự liệu ta hỏi các ngươi một vấn đề vân phong mở miệng nói ra hai người bọn họ huynh đệ lập tức sửng sốt một chút nghi hoặc nhìn vân phong vấn đề gì quốc gia này nghề nghiệp anh hùng như thế nào ha ha nát thối so sánh địch liên minh tới nói bọn hắn đó là quan minh lỗi lạc mà những thứ này cái gọi là nghề nghiệp anh hùng đâu một bên hưởng thụ lấy dân chúng cho chính nghĩa danh hào một bên lại làm lấy việc không thể lộ ra ngoài không vân phong mỉm cười tiếp tục nói ta cho các ngươi một cái cơ hội cho thêm các ngươi hai cái ba thời gian nếu như mấy ngày nay bên trong có thể làm ra để cho ta cảm giác chuyện có ý nghĩa mà nói, ta trả các ngươi tự do. Cảm tạ." Hai người bọn họ miệng đồng thanh nói. Nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, biết bọn hắn đối với tử vong đều không sợ hãi, cho nên tuyệt đối sẽ không suy nghĩ chạy trốn loại chuyện này. Mà Lạng huynh đệ cũng biết, đây là một cái có thể cho bọn hắn giành lấy cuộc sống mới cơ hội, bọn hắn phải thật tốt nắm cơ hội này. "Tốt, ta muốn làm chuyện chính, đừng ở chỗ này quấy rầy ta." Vân Phong lạnh lùng nói hai người bọn họ cũng là thức thời, nhanh chóng rời đi ở đây. Sau một hồi, một cái khổng lồ hỏa cầu, trực tiếp đập xuống, lập tức, chung quanh phòng ở toàn bộ đều biến thành tro bụi, đại hỏa lan tràn. Cái kia nghề nghiệp anh hùng thân thích, bao quát tên kia Reiko, toàn bộ đều cơ hờ kết tại trận nổ tung này phía trên. Mà Vân Phong nhưng là về tới cái quầy rượu kia phía trên. Cầu đặt mua. Cầu đặt mua, cầu đặt mua. Sĩ một Chương 127, đây chính là ngươi muốn bảo vệ người. Sáng ngày thứ hai, quốc gia cao tầng cùng với Hùng Anh trường cao đẳng liền tổ chức họp báo. Mục đích của bọn hắn trên cơ bản cũng là giống nhau, đều là bởi vì địch liên minh nguyên nhân. Hùng Anh họp báo. Hùng Anh trường cao đẳng tất cả mọi người đứng dậy, mặt hướng phóng viên. Lần này, bởi vì ta trường học sơ sẩy, để cho anh hùng khoa học sinh, cùng với lão sư, bị thương tổn, cho xã hội mang đến bất an, ở đây ta thâm biểu xin lỗi. Có lỗi với. Một lão sư trong đó sau khi nói xong, ra sân lão sư, toàn bộ hướng về phóng viên cúi đầu để bày tỏ xin lỗi. Ngươi hảo, ta là độc bán đài truyền hình, Hùng Anh cao trung học sinh năm nay đã cùng địch nhân tiếp xúc rất nhiều lần. Ba sáu linh. Lần này thậm chí để cho học sinh thụ thương, quý trường phía trước là như thế nào cùng học sinh người nhà giải thích rõ, cùng với cụ thể lựa chọn như thế nào phương sách, xin nói cho chúng ta. Tổ chức Sport Festival khi đó liền hẳn phải biết Hùng Anh cơ bản phương châm, bây giờ lại còn muốn chúng ta nói. Xem ra, hôm nay những ký giả này muốn làm khó khăn chúng ta a. À? hiệu trưởng suy nghĩ, không khỏi nhíu mày. Cường hóa chung quanh địa khu canh gác, một lần nữa xem kỹ trong trường hệ thống theo dõi, lấy cường thế tư thái bảo hộ an toàn của học sinh. Ta lúc đó là nói rõ như vậy. Hiệu trưởng ung dung nói. Trận này phóng viên buổi họp báo, là dùng trực tiếp tới truyền. Cho nên, lúc này, tất cả trên đường màn hình lớn trên cơ bản cũng là tại tiết mục phát sóng cái này buổi họp báo. Một chút nhìn trực tiếp thị dân lại bắt đầu kinh thường đứng lên. Bọn hắn đang nói gì đấy? hoàn toàn không có bảo vệ tốt a à? đúng thế bồi dưỡng anh hùng trường học sẽ bị địch nhân xử lý sao bình thường cái gì cam đoan giữ mình còn tạm được hùng anh thật là để cho quá thất vọng rồi đúng vậy a à, ông mai còn tại bên trong dạy học đâu cái này sẽ không cũng cùng ôn mai có quan hệ a à? ai biết được hẳn là không quan hệ a à? tất cả dân chúng cũng bắt đầu phàn nàn lên hùng anh trường cao đẳng dù sao miêu rô vân phong thời gian cũng cùng hùng anh có rất lớn quan hệ hiện tại đến trong trường hợp túc bị đánh lén bảo bắt giữ đây cũng là bởi vì hùng anh tài tạo thành không đơn thuần là bọn hắn tại nhìn trực tiếp liền người liên minh địch cũng tại nhìn shigaraki tomura tại tắt đi tv sau đó thân tới mở miệng nói ra thực sự là không thể tưởng tượng nổi a à. anh hùng đều sẽ bị quở trách bọn hắn chỉ là xử lý hơi kém một điểm bởi vì thủ hộ chính là chức trách của bọn hắn mặc kệ là ai đều biết phạm một hai cái sai một sai lầm nhậm chức trách anh hùng đám này dân chúng quá buồn cười ép buộc anh hùng mặc lên hoàng mỹ, xã hội này thật sự chính là để cho người ta lấy. Anh hùng, anh hùng ta ngược lại thật ra không nhìn thấy bao nhiêu cái, tất cả đều là ích kỷ gia hỏa, đem người mệnh biến thành tiền tài, cùng bản thân bày ra cơ hội, dùng quy tắc không gắt gao vạn vẹo xã hội. Mặc kệ ngươi phạm vào chuyện gì, mặc kệ là hảo, vẫn là hỏng, chỉ cần ngươi chạm đến cái này hệ thống, tất nhiên sẽ đụng phải trừng phạt, đây chính là xã hội bây giờ. Một cái vạn vẹo xã hội. Thật là hỏng bếp. Vân Phong ung dung nói mà khác một bên, quốc gia tầng cao nhất họp báo, kết thúc sau đó. Quốc gia tầng cao nhất nhân viên, tại chức nghiệp anh hùng che chở cho, ngồi lên ô tô. Hỗn đảng, Hùng Anh thật sự chính là sẽ cho chúng ta gây chuyện. Một cái ông lão tóc bạc phàn nàng nói. Nói không sai, phía trước bởi vì Miro vân phong sự tình để cho nhức đầu rất, bây giờ lại tới một cái Bakugu Katsuki. Một cái khác lão đầu nói bổ sung. Bakugu Katsuki học sinh này cũng rất ưu tú đây này. Ưu tú thì có thể làm gì, mỗi một lần cũng là chúng ta đến cho Hùng Anh chùi đít. Bắt giữ Miu Rô Vân Phong phụ mẫu kế hoạch lại thất bại, không đơn thuần là dạng này, liền tên kia nghề nghiệp anh hùng thân thích không một người sống. Chúng ta chỉ có thể lừa gạt dân chúng, đến lúc đó, chân tướng nếu là bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Đáng cơ hờ kết, những nghề nghiệp này anh hùng không có một cái hữu dụng. Cái này kêu cái gì Bakugu Katsuki, đoán chừng cũng là muốn trở thành phản đồ, chó má gì Hùng Anh bồi dưỡng anh hùng trường học, ta xem là bồi dưỡng phản đồ trường học còn tạm được. Quốc gia đã truyền đạt mệnh lệnh, Phong Hùng Anh. Không chấp nhận chống án. Cái này đúng thật là một tin tức tốt a, à, đem tất cả mọi thứ trách nhiệm đều đẩy hướng Hùng Anh, cứ như vậy, chúng ta cũng sẽ không chịu đến cái gì dính líu. Đúng, thừa dịp bây giờ, bắt giữ Bakugo Katsuki phụ mẫu, một khi để cho biết Bakugo Katsuki làm phản rồi, dùng hắn phụ mẫu áp chế, ta xem hắn còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nhưng vào lúc này bây giờ, ở trên mạng mặt, có quan hệ với Bakugo Katsuki sẽ hay không làm phản chủ đề, từ từ lên men. 2.7 xem nhân số đã cao tới một ức, phát mấy trăm vạn, bình luận hơn một nghìn vạn. đương nhiên, vân phong cũng chú ý tới cái đề tài này, mở ra bình luận. Không thể nghi ngờ có rất nhiều bình luận cũng là tại nói, Bakugu Katsuki nhất định sẽ làm phản, thậm chí còn có chút cái kia Miro vân phong đến đúng tương đối. Vân phong cầm điện thoại di động hướng về một bên Bakugu Katsuki đưa tới. Đây chính là ngươi về sau muốn bảo vệ người những người này, nhưng đối với ngươi một điểm tín nhiệm cũng không có chứ. Cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua. Chương 128, mất hết ý chí ôm oh mai. Nói chuyện, có phiếu hàng tháng các lão thiết, có thể hay không cho ta ném ném, ủng hộ một chút tác giả. Vạn phần cảm tạ. Ba Kugu Katsuki quét mắt một liền vân phong điện thoại, chỉ nhìn hắn càng là nhìn xuống, biểu lộ chính là càng là quái dị. Cuối cùng, hắn nhịn không được tức miệng mắng to đứng lên, những thứ này đáng cơ hờ, Tết hỗn đảng, ta làm sao lại trở thành phản đồ. Chỉ thấy hắn không ngừng dễ dụa. Nếu như hắn bây giờ hành động tự do mà nói, nhất định sẽ đoạt lấy Vân Phong điện thoại, tiếp đó ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Mấy tên khốn kiếp này, ta không thể lại trở thành phản đồ, thả ta ra, ta muốn trở về. Ba Kugu Katsuki gân xanh cương, không ngừng dãy dụa. Không thể nào, bọn hắn sẽ không để ngươi trở về, ngươi có thể trở về biện pháp cũng chỉ có một, vậy chính là có người tới cứu ngươi. Vân Phong ung dung nói. Thuận tay cầm lên phía trên quầy ba một bình rượu đỏ, rót vào trên ly mặt, dò hỏi, ngươi muốn uống sao? quỷ mới muốn uống loại vật này. Bakugo Katsuki nhíu mày nói. Vân Phong cười nhạt một tiếng không để ý, chính mình tự mình uống lên rượu ngon. Rất nhanh lại qua một ngày, giữa trưa, địch liên minh thành viên vẫn là như cũ tụ ở gian này trong phòng. Shigaraki Tomura giống như ngày thường, cầm lấy điều khiển từ xa liền quan sát hôm nay tin tức. Hoan nghênh đại gia xem hôm nay trọng điểm tin tức. Trước đó không lâu bị địch nhân bắt cóc Bakugo Katsuki, vào hôm nay buổi sáng, nhận được tin tức mới nhất, hắn phụ mẫu, cách hắn mất tích, căn cứ nghề nghiệp anh hùng cùng với cảnh sát phán đoán, cái này rất có khả năng cũng là địch nhân làm. Hắc hắc hắc, gia hỏa này đang nói linh tinh gì thế? Shigaraki Tomura gương mặt không phục nói. Mà bị trói ở một bên Bakugu Katsuki tự nhiên cũng nghe đến, giữ tận quát, các ngươi đám hỗn đảng này, có phải hay không bắt cốc ta phụ mẫu? Shigaraki Tomura nhíu mày, nhìn về phía một bên Bakugu Katsuki, trầm giọng nói, Katsuki đồng học, cơm có thể ăn bậy, nhưng mà lời không thể nói loạn a. À chúng ta mặc dù nói không tính là người tốt, nhưng mà, loại chuyện nhàm chán này, chúng ta vẫn sẽ không làm. Nhàm chán, ngươi bắt cóc ta cũng rất có ý nghĩa sao, ngươi nếu là dám đối với cha mẹ ta làm loạn, ta giết ngươi. Bakugu Katsuki cũng không để ý chân tướng, ngược lại ta hoài nghi là ngươi, chính là ngươi, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hắc hắc hắc, ngươi có thể cùng những thứ này thối phóng viên bể sau một chút. Shigaraki Tomura im lặng đến. Hỗn đảng, thả ta ra. Ta muốn giết ngươi đáng cờ hờ kết hỗn đảng ta muốn đánh bay ngươi bakugu katsuki không ngừng quát khói đen đem miệng của hắn lấp kín cho ta shigaraki tomura trầm giọng nói tốt khói đen gật đầu một cái tên hỗn đảng kia không biết xấu hổ như vậy đem loại này thất đức sự tình giao cho chúng ta shigaraki tomura nhíu mày có thể làm được loại chuyện nhàm chán này ngoại trừ quốc gia chính phủ ta chỉ sợ nghĩ không ra những người khác dù sao tại trước mấy ngày bọn hắn liền muốn bắt cóc ta phụ mẫu tới uy hiếp bờ ta vân phong ở một bên giải thích nói quốc gia chính phủ ha ha thật đúng là bẩn thiểu a shigaraki tomura cười nói đoán chừng là sợ bakugu katsuki làm phản tiếp đó áp chế hắn a tin đạo hu hu ô lúc này bởi vì bakugu katsuki bị phong bế miệng nói không ra lời nhưng mà giờ khắc này hắn tự hồ muốn nói điều gì mọi người nhìn về phía hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc khói đen xé mở băng dính xem hắn muốn nói điều gì nếu như tại nói một chút vô dụng nói nhảm mà nói ngay tại trắng miệng hắn trong vòng một ngày đều không lấy xuống shigaraki tomura ung dung nói khói đen vừa xé mở bakugu katsuki liền bắt đầu mắng to đứng lên nói quốc gia chính phủ các ngươi đây là diễn kịch cho ai nhìn a à, các ngươi đám hỗn đảng này nếu là dám đụng đến ta phụ mẫu một cọng tóc gáy ta tuyệt đối không tha cho các ngươi shigaraki tomura nghe lời này lập tức bị tức kém chút hộc máu cầm lấy trên mặt bàn màu trắng băng dính. Bá bá bá, vài tiếng, liền vây quanh đầu của hắn kéo tầm vài vòng, ngăn chặn miệng của hắn. Hu 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 hu. Mặc dù miệng bị chặn lại, nhưng mà, Bakugu Katsuki còn đang không ngừng mà dễ dụa, không ngừng muốn gào thét. Gia hỏa này thật đúng là chấp mê bất ngộ a. À? Khói đen cười lạnh nói. Đáng cơ hợp tết quốc gia chính phủ, mặc dù chúng ta danh tiếng là hỏng một điểm, nhưng mà cũng không thể cái quỷ gì đều hướng chúng ta địch liên minh trên thân đẩy a. À? Shigaraki Tomura tức giận nói. Bakugu Katsuki phụ mẫu mất tích, ngắn ngủn trong vòng một ngày, trên cơ bản phần lớn người cũng đã biết. Nước nào đó nhà cao tầng. Ông Mai một lần nữa đi tới nơi này một tòa nhà bên trong, sắc mặt hắn hơi có chút cứng ngắc. Rất nhanh, quốc gia tầng cao nhất nhân viên liền tiếp kiến ông Mai. Katsuki thiếu niên phụ mẫu, là các ngươi bắt A. Ông Mai mặt không thay đổi hỏi. Lão giả tóc trắng nhìn xem ông Mai chần chờ một chút, liền khẽ nở nụ cười nói, ông Mai, ngươi đây đều là lời gì a? À? ngươi cần trả lời là hoặc không phải. Ông Mai cũng không có bởi vì hắn là quốc gia nhân viên cao tầng mà nể mặt. Bởi vì chuyện này, triệt triệt để để giày xéo ranh giới cuối cùng của hắn. Ông Mai, mặc dù ngươi là xếp hạng thứ nhất nghề nghiệp anh hùng, nhưng mà, ta còn không có luân lạc tới để cho tới chỉ trích tình cảnh, chúng ta làm hết thảy, cũng là vì dân chúng, vì quốc gia này. Lão giả tóc trắng lông mày nhíu một cái, cũng không cho ông Mai mặt mũi. Cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu. Chương 129, tin tức quan trọng ông mai là no một nghề nghiệp anh hùng không tệ nhưng mà chính hắn thân phận cũng không yếu a à, dù sao cũng là quốc gia nhân viên cao tầng nếu như không phải ông mai thâm thụ dân chúng kính yêu danh xưng hòa bình tượng trưng đoán chừng hắn liền thấy mình tư cách cũng không có nơi nào còn có bản sự ở đây gào to ngươi biết không biết làm như vậy sẽ đem đứa bé này ép vào tuyệt lộ một cái Neuro vân phong còn chưa đủ sao còn muốn tại tăng thêm một cái bakugu katsuki sao ông mai chất vấn miro vân phong sự tình liền đã để cho ông Mai cảm thấy rất tự trách, nếu như lúc này ở tăng thêm một cái Bakugu Katsuki mà nói, như vậy hắn cả đời này đều biết sống ở ấy nấy bên trong. Hắn sợ, hắn biết loại này bất đắc dĩ, tận mắt nhìn thấy một cái tương lai hòa bình tượng trưng, lưu lạc làm một cái tội ác tày trời người xấu. Cho nên, giờ khắc này, ông Mai không đang tính toán do dự, hắn tuyệt đối không thể để cho giống Miro Vân Phong chuyện như vậy, phát sinh lần thứ hai. Đi, ông Mai, quốc gia chính phủ chuyện quyết định, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhúng tay sao, Ông lão tóc bạc hai mắt nhìn chồng chọc vào ôm mai, nội tâm dần dần bắt đầu cảm thấy bất mãn, chính mình khi nào trả muốn nhìn người khác sắc mặt hành động. Hắn lời nói liền đại biểu cho quốc gia này, hắn hành động chính là quốc gia hành động, không cần bất luận kẻ nào chất vấn. Người biết ta không phải là ý tứ này, ta chỉ là hy vọng xã hội sai, không hy vọng quốc gia cũng đi theo lại sai. Ôn mai ung dung nói. Ôm mai. Lão giả tóc trắng âm thanh dần dần đề cao, trong giọng nói, biểu đạt không kiên nhẫn. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi gần nhất quản nhàn sự có hơi nhiều sao? Ngươi là một xếp hạng thứ nhất nghề nghiệp anh hùng, không đi giết địch, luôn chạy tới ta chỗ này gào to, ngươi không chỉ có để cho ta cảm thấy rất thất vọng, càng làm cho dân chúng cảm thấy rất thất vọng. Ông Mai sắc mặt kéo dài cứng ngắc, trầm giọng nói, "Bakugu Katsuki phụ mẫu, ngươi thả hay là không thả? Nghe ngươi khẩu khí này, tự hồ cũng muốn cùng quốc gia là địch đúng không? Lão giả tóc trắng càng ngày càng cảm thấy bất mãn. Ngươi biết ta không phải là ý tứ này. ông Mai giải thích ta nhìn ngươi chính là ý này. Lão giả tóc trắng đuổi theo cắn một cái. Loại cảm giác này là bất đắc dĩ, giống như Miêu Rô Vân Phong một lần kia, chính mình rõ ràng có năng lực cứu vãn, nhưng mà lại bị chính nghĩa cái danh xưng này cho phủ lấy. Chính xác, quốc gia chính phủ nếu là không thả người, hắn chút nào biện pháp cũng không có, hắn không có khả năng cùng quốc gia là địch, bởi vì chính mình thế nhưng là hòa bình tượng trưng A, làm sao có thể chính mình mang đến chiến tranh. Ông Mai không nói gì tại lấy đúng, mất hết ý chí xoay người qua, từ từ rời đi. Trên mặt của hắn, ngoại trừ bất đắc dĩ, vẫn là bất đắc dĩ, hắn nhìn tận mắt một cái học sinh, tiếp lấy một cái học sinh, bị quốc gia này, bị xã hội này bức cho lên tuyệt lộ. Mà lão giả tóc trắng trong mắt lại là biểu hiện ra khinh thường, có lẽ là ôm mai, hắn mà nói, chính mình còn có thể do dự một phen. Nhưng là bây giờ, có thể biết rõ ông mai tình huống, ở 5 năm trước, đang cùng trong chiến đấu, bởi vì sư phụ trí thôn đồ ăn nại cơ hờ, tết trận. Dẫn đến hắn một trận mất khống chế bị AFO mở ra một lỗ lớn, một nửa khí quan hô hấp cùng toàn bộ dạ dày đều bị bỏ đi, tại kinh nghiệm nhiều lần giải phẫu sau mỗi ngày chỉ có thể duy trì anh hùng trạng thái một lần, mỗi lần hẹn 3 giờ. Đang giải trừ anh hùng trạng thái lúc lại cả người bốc khí, tiếp đó lại biến thành cực đoan gầy gò lại hốc mắt lõm sâu bộ dáng, lúc này cơ hồ không có bất kỳ sức chiến đấu nào, bởi vì hòa bình tượng trưng không thể tỏ ra yếu kém, chủ động yêu cầu không cần công bố chuyện này. Bây giờ ông Mai là một cái linh hồn không hoàn toàn người, không có nhiều để cho lão giả tóc trắng lo lắng. Ô Mai, thời đại của ngươi đã qua lão giả tóc trắng chậm chậm từ trong miệng phun ra mấy chữ. Trong ngày này, Vân Phong trong điện thoại di động, bỗng nhiên thu đến một đầu tin nhắn, là trước kia hai huynh đệ kia trong đó một cái gửi tới. Lần trước lúc trời thời điểm, Vân Phong thì cho bọn hắn một cái mã số, nói chỉ cần bọn hắn liên hệ cái số này, liền đại biểu cho bọn hắn đã làm ra một việc, chờ đợi Vân Phong xét duyệt. Vân Phong clip nhìn một chút, nội dung tin nhắn là như vậy. Miu Vân Phong lão đại, sự tình chúng ta đã làm, ngươi xem một chút phải chăng cảm thấy hài lòng vân phong chần chờ một chút sau đó liền trả lời các ngươi bây giờ ở nơi nào đinh đinh điện thoại rất nhanh lại thu đến hắn đáp lời chuyện này là liên quan tới bakugu katsuki trên điện thoại di động có thể nói rõ với ngươi ngươi muốn cảm giác không hài lòng tại đến đây đi bakugu katsuki vân phong theo bản năng ngẩn ra một hồi sau đó trả lời liên quan tới bakugu katsuki sẽ không hắn phụ mẫu là các ngươi bắt cóc a dĩ nhiên không phải kỳ thực hắn phụ mẫu không phải mất tích mà là bị người của chính phủ đêm khuya mang đi. Ha ha. Vân Phong miễn cười, hết thảy đều là nằm trong dự đoán của hắn a. Bất quá vừa vặn có thể để cho Bakugu Katsuki tự mình nghe một chút, cái này để cho người ta vui vẻ sự tình. Cộc cộc cộc. Vân Phong cấp tốc biên tập một cái tin tức phát tới, nội dung đại khái chính là, lúc trước cái chỗ kia các loại, ta lập tức đi qua. Cầu một đợt đặt mua. Các lão thiết. Chương 130, sụp đổ Bakugu Katsuki. Mà lúc này bây giờ Quốc gia ngừng phong Hùng Anh trường học chứng chỉ đã truyền đạt Hùng Anh trường cao đẳng, trong lúc nhất thời, toàn bộ trường học người cùng với toàn bộ xã hội đều oanh động đứng lên. Một lớn phóng viên nhao nhao xông lên Hùng Anh trường học, loại chuyện này, bọn hắn phóng viên là thích nhất, hận không thể mỗi ngày có chuyện lớn xảy ra đâu. Internet chủ đề nóng dần dần vượt qua Bakugo Katsuki phụ mẫu mất tích, đối với Hùng Anh bị ngừng phong việc này, internet bình luận có tốt mà cũng có xấu. Một lầu, loại này ngay cả học sinh đều không bảo vệ được trường học, đã sớm hẳn là phong. Hai lầu, phong tốt Phong diệu. Ba lầu, ha ha, cái gì hùng anh là bồi dưỡng anh hùng trường học, ta xem là bồi dưỡng phản đồ trường học còn tạm được. Bốn, các ngươi vẫn là người sao, gặp phải loại chuyện này, ngươi cho rằng trường học nguyện ý sao, muốn trách chỉ có thể trách địch nhân mà thôi. Năm lầu, trên lầu nói rất đúng, hùng anh ra như vậy nghề nghiệp anh hùng, chúng ta tại sao muốn tại hùng anh gặp phải tình huống sau đó liền bôi nhỏ hắn đâu. Sáu lầu, những thứ này chỉ sợ đều không phải là người a, chúng ta vì cái gì không thể tin bọn họ đâu từ Miu Vân Phong sự tình bắt đầu ta liền suy nghĩ, USG sự kiện thời điểm, Miu Vân Phong cùng một chỗ dắt tay đối kháng địch liên minh. Đằng sau lại bị truyền ra hắn là địch nhân gian tế, mà chúng ta những thứ này không biết 363 đạo nội màng, lại bảo sao hay vậy nói hắn là gian tế. Bảy lầu, trên lầu là thiểu năng trí tuệ A, hiện tại không nghe rõ nhìn thấy sao, Miu Vân Phong tên kia chính là một tên gian tế. Sáu lầu hồi phục bảy lầu, ngươi mới là một thiểu năng trí tuệ đâu. Ngươi là đương sự người sao? Ngươi không biết ngươi nói cái lông A tám lầu lầu mẹ nó là cậu a ngươi giữ gìn hùng anh trường học cũng coi như mẹ nó ngươi theo ta kéo miêu rô vân phong chín lầu lầu là địch liên minh phái tới a mười lầu lầu tuyệt bức là một cái tiểu năng trí tuệ kết quả rất rõ ràng cái kia nói một câu giữ gìn miêu rô vân phong mà nói trực tiếp bị công kích đến không dám nói chuyện hùng anh cửa trường học rất nhiều học sinh bắt đầu lục tục rời đi trường học mà một chút lão sư thì a bọn hắn vừa ra tới mặc kệ là lão sư cũng tốt vẫn là học sinh cũng được không thể nghi ngờ đều sẽ bị phóng viên ngăn chặn tới hỏi lời nói đối với hùng anh trường học bị phong vị bạn học này ngươi là thế nào nhìn một cái phóng viên cưỡng ép ngăn cản một cái học sinh đem micro mắng đến tên kia đồng học bên miệng đáng tiếc a à. dù sao cái trường học này xuất hiện phản đồ như vậy ngươi sau này có tính toán gì sao giả tiếp tục hỏi chuyển trường a đi những thứ khác trường học tên kia đồng học rõ ràng mười mươi đáp thẳng đến một cái lão sư xuất hiện một đám phóng viên xông lên ngăn cản người lão sư kia đường đi. Xin hỏi một chút, các ngươi đối với trường học bị phong chuyện này, có cái gì muốn nói sao? Nói một điểm A. Nghe nói lần này quốc gia chính phủ lần này hạ đạt là tử mệnh lệnh, không chấp nhận trường học chống án có phải hay không? Người lão sư kia nhíu mày, trầm giọng nói, ngượng ngùng, những chuyện này, ta cái gì cũng không biết. Một bên khác, Vân Phong tại khói đen dưới sự giúp đỡ, đem lúc trước hai huynh đệ kia mang về đến trong quán rượu. Các su huynh đệ, ta mang cho ngươi trở về một tin tức tốt đâu. Không biết ngươi có muốn hay không nghe một chút, là liên quan tới cha mẹ ngươi a. À, nếu như không cần, ta để cho hai người bọn họ đi a. À. Vân Phong ngoạn vị hướng về một bên, Bakugu Katsuki nói một câu. Bakugu Katsuki phía trước không một chút động tĩnh, nhưng mà nghe phía sau liên quan tới chính mình cha mẹ sự tình, lập tức lai liễu kình, không ngừng hô hào, hu hu ô âm thanh. Vân Phong dậm chân đi tới, đem quấn quanh ở trên mặt Bakugu Katsuki băng dính kéo xuống. Các ngươi đem cha mẹ tác nào, mau nói. Bakugu Katsuki giận dữ hét vân phong mỉm cười hướng về thêm chút phù hộ quá nói tới đem các ngươi biết sự tình cùng hắn nói một chút thêm chút phù hộ quá gật đầu một cái mở miệng nói ra bakugu katsuki đồng học nghe ngươi mới vừa nói tới lời nói tự hồ có cái gì hiểu lầm bắt cóc cha mẹ ngươi cũng không phải người liên minh địch a à? trừ bọn họ còn có thể làm ra loại chuyện xấu xa này bakugu katsuki một mặt giữ tợn nhìn xem thêm chút phù hộ quá đạo thêm chút phù hộ quá lại là cười lạnh nói tiếp tục giải thích nói lời này của ngươi liền sai hoàn toàn kỳ thực người liên minh địch đều xem như quang minh lỗi lạc chân chính xấu xa là nghề nghiệp anh hùng là quốc gia này ha ha bakugu katsuki cười lạnh vài tiếng trầm giọng nói ngươi tên khốn kiếp đáng cờ hờ tết này ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì đương nhiên ta nói như vậy ngươi nhất định sẽ không tin trước đây không lâu miro vân phong lão đại liền kinh nghiệm giống như ngươi sự tình lúc đó chúng ta chịu đến một cái nghề nghiệp anh hùng áp chế bắt cóc hắn phụ mẫu đằng sau sự tình bại lộ miro vân phong lão đại cho chúng ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội lúc đó chúng ta liền suy nghĩ tất nhiên bakugu katsuki đồng học bị địch nhân bắt cóc quốc gia chính phủ có thể hay không để phòng vạn nhất đem cha mẹ của ngươi bắt giữ dùng để uy hiếp bờ sau này ngươi đây quả nhiên sau khi chúng ta quan sát lúc chuẩn bị buông tha ngày đó đêm khuya một chiếc xe mở đến cửa nhà ngươi đem cha mẹ ngươi mang đi chúng ta lặng lẽ đi theo phát hiện bọn hắn đi đến giam giữ tội phạm ngục giam tiếp đó ngày thứ hai cha mẹ ngươi mất tích tin tức ngay tại Internet lưu truyền. Ngươi cho rằng nói như vậy ta liền sẽ tin sao? Bakugu Katsuki kinh thường nói. Đương nhiên, ta biết ngươi sẽ không tin, nhưng mà ta có chứng cứ, vốn là ta là muốn đem cái video này phát đến trên mạng, nhưng màu suy nghĩ một chút, trước tiên nói cho Miro Vân Phong lão đại. Nói đồng thời, thêm chút phù hộ quá tại túi quần phía trên lấy ra một cái điện thoại di động, phát ra một cái video, bỏ vào Bakugu Katsuki trước mặt. Nhìn xem video, Bakugu Katsuki trên mặt cứng nhắc tới cực điểm. Hai càng đưa lên, cầu đặt mua, cầu đặt mua.